Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn. Trong video lần này, tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một vị cây thuốc lam rất tốt cho tim mạch và nó có tác dụng hỗ trợ và điều trị bệnh mạch vành rất tốt. Vị cây thuốc có tên gọi là cây rong rừng đỏ. Cây rong rừng đỏ là một vị thuốc lam mọc nhiều ở Tây Bắc, có nhiều tác dụng quý cho sức khỏe, nhất là tác dụng rất tốt cho tim và hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành rất tốt. Tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về loài cây này và công dụng của nó ra sao, cách dùng nó như thế nào và điều trị được những bệnh gì. Thì thứ nhất, tác dụng của cây rong rừng đỏ là hỗ trợ điều trị bệnh tắc nghẽn động mạch vành. Thứ hai là điều trị chứng đau thắt ngực do động mạch vành. Thứ ba là hỗ trợ điều trị sơ vữa động mạch. Thứ tư là tăng cường chức năng tim. Thứ năm là hỗ trợ điều trị chứng nhồi máu cơ tim. Vậy thì những cái đối tượng nên sử dụng cây rong rừng đỏ là những bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành, là những người bị sơ vữa động mạch, là những bệnh nhân tim mạch, thiếu máu cơ tim, bệnh nhân mắc huyết áp cao, bệnh nhân có tiền sử bệnh nhồi máu cơ tim. Chi tiết về cây rong rừng đỏ. Cây rong rừng đỏ còn được gọi khác là khoai đao, khương vu. Về khu vực phân bố, rong rừng đỏ được phân bố ở khắp các cái tỉnh thành trên cả nước, nhiều nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Bắc Cạn, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Lưu ý với quý vị và các bạn có hai loại rong giềng là rong giềng đỏ và rong giềng trắng. Rong giềng đỏ là loại có lá thân màu tím, củ màu tím, hoa màu đỏ. Rong giềng trắng có thân lá màu xanh, củ màu xanh. Và quý vị và các bạn hãy quan sát lên video để phân biệt rong giềng đỏ và rong giềng trắng. Về bộ phận dùng làm thuốc của rong giềng đỏ, theo y học cổ truyền, toàn bộ lá, thân và củ của cây rong giềng đỏ đều được dùng làm thuốc. Ngoài ra, củ rong giềng đỏ còn được dùng trong chế biến thực phẩm, dùng làm miến, là một trong những loại thực phẩm rất được nhiều gia đình ưa thích. Về cách chế biến và thu hái, thứ nhất là dùng trong y học. Vào tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, người dân đào lấy cả củ, thân và lá. Củ rửa sạch, sau đó toàn bộ lá, thân và củ đem thái miếng mỏng, phơi khô, bảo quản, dùng dần làm thuốc. Thứ hai là dùng cho công nghiệp thực phẩm, củ rong giềng được rửa sạch và lọc lấy tinh bột để làm miến. Về thành phần hóa học của củ rong giềng đỏ, củ rong giềng đỏ có chứa nhiều tinh bột, chứa tới khoảng 70%, chất khoáng 2%, chất xơ 5%, chất đạm 3%, chất béo 2% và một số các cái hoạt chất khác. Về tính vị và tác dụng của củ rong giềng đỏ, theo y học cổ truyền, củ rong giềng đỏ có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ áp, lợi huyết, bổ tim, lá và thân cây có tác dụng làm dịu và kích thích. Về công dụng, tác dụng quý nhất của củ rong giềng đỏ hỗ trợ và điều trị chứng tắc nghẽn động mạch vành. Đây chính là kinh nghiệm điều trị bệnh bằng cây thuốc lam của đồng bào dân tộc người Dao ở miền núi Tây Bắc. Sử dụng củ rong giềng đỏ làm thuốc điều trị chứng tức ngực, khó thở và bệnh tim mạch. Theo một thống kê, tỷ lệ bệnh nhân mắc động mạch vành và sử dụng rong giềng đỏ khỏi bệnh là rất cao. Một số nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy người dân tộc Dao có sử dụng cây rong giềng đỏ làm thực phẩm hàng ngày và hầu như họ không mắc các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Cạn đã sử dụng cây rong giềng đỏ để làm thuốc điều trị bệnh động mạch vành và tỷ lệ khỏi bệnh tới 90%. Bởi vậy, có lúc rong giềng đỏ còn được đặt tên là thần dược cho người mắc bệnh tim. Và sau đây là một số công dụng chính của củ rong giềng đỏ. Thứ nhất là hỗ trợ điều trị bệnh tắc nghẽn động mạch vành. Thứ hai là hỗ trợ điều trị bệnh sơ vữa động mạch. Thứ ba là tác dụng tăng cường chức năng tim. Thứ tư là phòng chống bệnh nhồi máu cơ tim. Thứ năm tác dụng lợi tiểu. Thứ sáu hạ huyết áp. Vậy thì đối tượng nên sử dụng củ rong giềng đỏ là những bệnh nhân mắc chứng sơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, người có tiền sử bệnh tim mạch, người béo phì, người cao tuổi, người có tiền sử bệnh nhồi máu cơ tim, người mắc chứng cao huyết áp. Vậy thì cách dùng và liều dùng củ rong giềng đỏ như nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Thứ nhất là cách sắc uống, lấy 60% cả lá, thân củ rong giềng, khô sắc lấy nước uống hàng ngày. Thứ hai là món ăn, vị thuốc có từ rong giềng đỏ. Lấy 60g củ khô đem rửa sạch, hầm với một quả tim lợn, ăn cả nước lẫn cái, mỗi ngày ăn một lần, ăn liên tục trong thời gian khoảng 10 ngày là có kết quả. Vậy thì quý vị và các bạn có thể mua củ rong giềng đỏ ở đâu? Thì hiện tại Thảo Dược Thuốc Nam Nguyễn Thi, nay thuộc công ty Thảo Dược số 1, có cung cấp các loại thảo dược quý, trong đó có củ rong giềng đỏ, phơi khô, thái lát. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến củ rong giềng đỏ,
hoặc có nhu cầu sử dụng củ rong rừng đỏ làm thuốc thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi nhận chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Và sau đây tôi cũng xin tạm dừng cái video này ở đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video bổ ích thì vui lòng giúp tôi chia sẻ tới bạn bè, người thân và cộng đồng. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ những video bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.